Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng tiến sát 27.000 đồng và ghi nhận mức cao nhất từ trước tới nay. Sau điều chỉnh của liên bộ Công thương Tài chính, mỗi lít xăng E5 RON92 từ 15 giờ ngày 1 tháng 3 có giá 26.070 đồng tăng 540 đồng. RON95 là 26.830 đồng tăng 550 đồng. Đây là lần tăng thứ 6 liên tiếp của giá xăng trong nước từ giữa tháng 12 năm 2021 đến nay giá các mặt hàng dầu đều tăng, dầu hỏa là 19.970 đồng một lít, tăng 470 đồng. Dầu diesel là 21.310 đồng một lít, tăng 510 đồng. Dầu mazut là 18.460 đồng một ký, tăng 530 đồng. Tại kỳ điều hành lần này, Liên Bộ ngừng trích quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa. Riêng dầu mazut, mức trích vào quỹ là 300 đồng một ký, còn mức chi quỹ bình ổn giá với mặt bằng xăng RON95 là 220 đồng một lít. Xăng E5 RON92, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut vẫn giữ nguyên mức chi quỹ lần lượt là 250 đồng, 300 đồng và 0 đồng.